giờ thì các bạn đang có mặt tại địa điểm của thử thách thứ hai. Xin mời PT công bố nội dung của phần thử thách này. Xin chào các em. Đây là những bao hạt cà phê Robusta 100% Việt Nam. Chúng tôi cần mỗi người mang một bao và một xô nước đến tìm một thách nước được đánh dấu của chương trình. Tại thách nước đó, các bạn hãy tìm một người nông dân của Nescafe để trao lại bao hạt cà phê chất lượng này để lấy lại những hộp Nescafe cà phê Việt. Và thêm nữa, các bạn phải lấy ít nhất là 3 lít nước, mang về nước và cả hộp Nescafe cà phê Việt về khu sinh hoạt chung của bạn. Tại đó, cả ba chúng tôi sẽ chờ bạn và những ly cà phê thơm ngon nhất từ gói cà phê này. Hãy lưu ý, các bạn không được sử dụng bất cứ dụng cụ nào để hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Và sau đó, khi mang nước và những hộp cà phê xuống núi, các bạn phải để tay vuông góc 90 độ so với cơ thể của bạn. Bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Phải mạnh thiệt là ai? Chúng tôi. Bắt đầu. Ở nhiệm vụ lên núi lấy nước lần này, các thí sinh sẽ phải rất cố gắng vì kết quả của thử thách lần này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thứ hạng tổng kết cuối ngày. Và hôm nay, sẽ có người phải rời khỏi phái Mạnh Việt. Khi bắt đầu cái thử thách chặng thứ hai thì mình chỉ có suy nghĩ là mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn để có thể củng cố lại được cái vị trí thứ hạng của mình sau khi mà mình đã biết được rằng là cái thử thách cỡ đà điểu mình đã làm không được tốt cho lắm. Mình nghĩ là lúc mà mình lên đó, mình phải phân phối sức lực làm sao cho nó hợp lý. Thì lúc đi lên đó, mình quyết định là mình sẽ tiết kiệm sức nhất, nên mình đi rất là chậm. Thì vấn đề là mình phải chú ý cái luật chơi và cái nội quy của nó. Khi bắt đầu vào cái chặng đua thứ hai ấy, thì là cái khó khăn đầu tiên ấy là phải vác được cái bao tải đó để lên trên đỉnh núi. Nhưng mà mình lúc đấy chỉ có một cái suy nghĩ duy nhất, đó là làm sao mà cố gắng lên thật nhanh và trong cái lúc lấy nước để dành cái sức đấy, và sẽ cố gắng làm sao để vác được 3 cái lít nước đấy về cái khu nhà chờ của phái Mạnh Việt. Cảm ơn bạn đã mang đến cho tôi những hạt cà phê chất lượng. Và đây là những hộp Nescafe cà phê Việt của bạn. Xong rồi. Đi khá chậm để mà có thể giữ đúng cánh tay theo cái mức 90 độ thì nó thật sự là rất là khó. Lúc đầu thì nó nhẹ, còn một thời gian sau thì nó sẽ cảm thấy rất là nặng. Các chàng trai đều có chiến thuật riêng của mình. Liệu những chiến thuật này có mang lại kết quả hay không? Rồi, thằng tay lên. Sao rồi? Mệt không? Em không mệt. Thôi giờ mình... Em không, cánh tay em yếu, em không thể thẳng được. Bây giờ em bỏ cái đó trên vai của anh. Anh sẽ bỏ này trên vai của em. Rồi mình đi nhau. Giờ em sẽ để cái ca trên vai của anh vậy. Rồi mình sẽ đánh, mình có thể cầm trên vai được. Đúng không? Nhưng sao mình cầm, mình để cho thẳng thôi. Nha, hiểu không? Cứ tay như vậy. Mang cáo. Rồi, em sẽ để cho em. Cầm cái này. Em vẫn cầm cái này nha, đừng có để đổ. Rồi, từ từ để anh lấy cái bịch trước. Rồi, cầm chắc vô. Đừng có. Bỏ xuống được, bỏ xuống đi. Cẩn thận, giữ xuống đi sao. Đổ đấy, không làm. Rồi, em cầm đó.
hai thằng phải chiều cao nhau thôi. Nhưng mà chênh lệch. Thôi đi về đi. Thôi, cố gắng lên. Chả có gì. Rồi, đây. Khi mà mình được thông báo rằng là mình vi phạm luật chơi, là mình không có giang hẳn hai tay ra để đưa nước được về ấy, và mình lại phải thực hiện nó lại một lần nữa, rằng là lại phải leo lên và đem nước về ấy, thì cảm xúc lúc đấy là nó có hơi có một chút gì đấy, nó hơi nhụt chí. Mình đã cố gắng hết sức rồi, mình đã vượt qua cái bản thân của mình, bởi vì những cái việc mình làm trong tất cả các thử thách thì từ trước đến nay mình chưa bao giờ làm cả. Và hầu hết những thử thách mình đã vượt qua chính bản thân của mình để mình làm được cái điều đấy. Thì bây giờ mình lại gặp một cái lỗi cơ bản, rằng là mình không hiểu rõ cái luật. Hay nói cách khác hơn rằng là nếu có một chút thắc mắc nào đấy với luật thì có lẽ là mình sẽ phải nên hỏi hay như nào, khi mà mình nghĩ rằng là cái luật nó còn đang mơ hồ đối với mình. Nhưng mà sau khi mà nhìn tất cả những cái bạn cùng chơi mà phải quay ngược lại cái thác nước đấy để lấy nước, thì lúc đấy mình chỉ nghĩ rằng là mình sẽ phải đi và sẽ lại phải chiến đấu với chính bản thân mình thêm một lần nữa. Những vị trí đầu tiên đã có chủ, Quang Huân với nỗ lực của mình đã may mắn là người đầu tiên về đích. Gần về cuối á, thì sức lực mình nó càng yếu, cơ mình càng mỏi. Mình cũng cố gắng để làm cho tốt thôi. Thì cái thử thách này chắc là mình may mắn hơn các bạn chút xíu, nên có thể về nhất cái chặng này thôi. Khi mà mình về đến gần đây tập trung thì thực sự lúc đấy cơ thể nó dã rời hết mức rồi, rất là khủng khiếp luôn. Mặc dù là cái ý chí thì nó vẫn còn, nhưng mà cái sức lực thì nó cũng gần như là cạn kiệt. Mình cố gắng để mình đi hết mức, nhưng mà chỉ được hai bước là lại phải hạ xuống và đổ tay. Thậm chí đến lúc vào đến nơi rồi mình cũng không thể nào mà lấy lại hơi để mình nói chuyện với ban giám khảo ngay lập tức được. Rất là bất ngờ là em được hạng thứ nhì cho thử thách này. Mình đã có cảm giác rằng là cái cuộc thi này nó không phải là cuộc thi về thời gian nữa. Thì mình có một cái niềm tin chắc chắn là cuộc thi này chúng mình sẽ là mọi người sẽ phải chú ý đến cách chơi của nó, chơi sao cho đúng luật. Các bạn có thể lên núi lấy nước, sau đó về bắt buộc phải mang trong cái tình trạng là hai tay giơ cao 90 độ, nhưng được phép nghỉ khi nào mệt. Bị trừ hai bậc ở vị trí xếp hạng của ngày hôm nay, Hữu Vi đang rất cố gắng để có vị trí tốt nhất trong thử thách này. Vào khoảng tầm 200m trước khi về đích, mình đi với một tâm lý dù là nặng nề nhưng mà khá là thoải mái. Đến khoảng cách 100m cuối cùng, thậm chí mình đã lấy ghế ra mà ngồi nghỉ. Cái vị trí của mình cũng áng chừng được là bao nhiêu. Có thể có một hai người về trước, nhưng cái vị trí số 3 hoặc số 4 chắc chắn là của mình. Mình không thể bỏ cuộc đối với 100m được, nhưng mà nó là một cái gì đấy mà mình biết là mình phải làm. Nhưng mà những cái sức lực, cuối cùng của bản thân, của cơ thể mình, để rồi khi mà đến được nơi ban giám khảo, mọi thứ như kiểu nó thả hết ra. Ngay sau đấy mình có thể làm được gì khác, nhưng mà ngay lúc đấy mà nhấc lên một lần nữa chắc chắn sẽ không nhấc. Vậy là còn dư năng lượng nhiều quá. Có thể là em đã rất là cố gắng, bởi vì em biết nếu để tồn tại ở chương trình Bái Mạnh Viện thì em cần phải cố gắng hết mình, vượt qua rất nhiều những bạn khác để em sẽ duy trì, bởi em đang có bất lợi là em sẽ bị trừ hai hạng. Bây giờ sẽ kiểm tra nước của em. Rất chuẩn, chúc mừng em. Cảm ơn anh.
càng những cái thử thách nó càng đẩy cái thí sinh đụng tới cái ranh giới, cái giới hạn của sức lực cả về tinh thần lẫn thể chất, nên nó không còn đơn thuần là chỉ là một cuộc đua mà nó là một cái hành trình để mà vượt lên chính bản thân. Chỉ được dùng hai tay, bất kỳ công cụ hỗ trợ nào cũng là phạm luật. Chỉ được dùng hai tay và hai tay phải vuông với cả cơ thể. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình leo lên núi lần thứ hai của bây giờ cái nhiệm vụ này không còn ai tới nhất ai tới nhì nữa, đi chung và về chung. Đi chung mà về chung, đi chung, hiểu chưa? Còn là ai muốn về trước thì cứ cố gắng mà về trước đi. Đi nào, về trước nói là bị quấn đó. Xin chào mừng các bạn đã đến với giải leo núi toàn quốc trong chương trình Phái Mạnh Việt lần thứ hai, à lần thứ nhất. Và ngay sau tôi đây là những thí sinh cuối cùng của chặng đua. Và chúng tôi đã hoàn thành nhưng không đủ tiêu chuẩn nên bây giờ chúng tôi phải lên lấy nước lại một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn. Lúc đấy Tùng chỉ nghĩ rằng là mình hãy làm cái điều này cho thật đúng. Và mình phải cảm thấy rằng là mình muốn làm cái điều đấy và mình sẽ làm cái điều đấy. Nhưng mà mình sẽ làm với tất cả những cái người bạn bè của mình. Và đương nhiên là nó sẽ phải rất là vui. Và ngày hôm nay thì Minh Hành đã quan sát Tử Vi rất là kỹ. Ấy đã phải cố gắng vận dụng hết tất cả những sức lực trong bản thân con người của mình. Sau ngày hôm nay thì Vũ Vi chắc có lẽ là vẫn được an toàn bởi vì hai cái dòng thử thách ngày hôm nay, trong ngày hôm nay thì Vũ Vi đều hoàn thành rất là tốt. Vẫn chưa chắc ạ. Tất cả mọi cái mình vẫn còn phải cân đo đong đếm rất là kỹ lưỡng, nên là việc là bạn ấy có lọt vào vòng nguy hiểm hay không thì phải còn tính sau. Nên là bây giờ thì mình ấy cũng phải cố gắng rất là nhiều. Trong cái lúc mà bốn đứa trước á có chơi trong võng đi bơi thì bạn Quân với bạn Nhân đòi là hấn nước trước rồi đi về trước. Thì cái đó thì cái đó quyết định đó cá nhân của người ta, thì mình không có nói, mà lúc đó chơi cũng nghĩ là mình sẽ đi về chung một giống như một gia đình. Tại vì nếu mà cứ tiếp tục chờ đợi tất cả mọi người thì với cái khả năng của tôi không có bất cứ cái ưu thế nào về sức mạnh so với những cái bạn còn lại. Và tôi nghĩ là nếu mà trẻ hơn chút xíu nữa thì tôi có thể không hoàn thành được cái trận thi. Và đó là một cái điều mà tôi hoàn toàn không muốn. Cũng chẳng trách được, tại vì Nhân xếp ở vị trí khá thấp ở cuộc đua thứ nhất. Còn Quân thì ở vị trí chắc là cao ở cuộc đua thứ nhất. Nên phải nghĩ Quân sẽ đồng hành chung. Cũng nghĩ là chắc cũng sẽ đi cùng nhau thôi. Nhưng mà khi mà lên đến đỉnh núi á, thì mình phát hiện là cái xô nước mình xách nó nhẹ và mình còn sức để mình về đến đích. Trong nhóm thì thật sự là ai cũng rất là sống tình cảm, cũng luôn muốn giúp những bạn cùng chơi. Nhưng mà để kết nối mọi người lại thì đó là anh Tùng. Dài cũng thấy nó bị đau. Okay. Mấy bước đi đây nhá. Mình cứ thấy Tiến dừng lại mình sẽ dừng. Ok. Không sao, mọi người cứ đi nếu mà tầm này. Em dừng lại mọi người dừng, anh dừng lại mọi người sẽ dừng. Cái khái niệm về cuộc đua hay là
về số điểm nó không không nó không tồn tại nữa rồi. Ê, thì Tùng lúc đấy Tùng chỉ muốn rằng là khích lệ tất cả tinh thần của tất cả những người còn lại ấy, làm sao để cố gắng hết mình. Không, mọi người cứ đi bình thường, bởi vì em nếu mà nó nặng quá thì chắc chắn là vai em nó sẽ bị chạch. Nó gãy mà. Từ từ, nhưng mà từ, em phải để ý giống như mắt anh này. Em hiểu, anh hiểu không? Nhưng đây là một cái bịch cà phê bình thường thôi. Ví dụ anh cho em nhâng cả hòn đá này. Đây, em nhâng bình thường mà. Vai của Tiến thì nói chung là bị thương và cũng bị rất là nặng. Và Tiến cũng là một trong những người mà mình cảm thấy rất là hay. Tại vì Tiến rất là cố gắng. Dù Tiến đã bị đau và bị thương, và Tiến cũng cố gắng để thành cái niềm vui mà không có một tiếng hoang trách hay là kể lể về cái vấn đề gì đó. Lên! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xuống! 8 chắc cũng là chất lượng. 8 cái. 8 cái đi. Ok, 8 cái. 8 cái nhá. Có gì đâu. Rồi, 1. Mình ngủ. 1. Hay đấy. 8. Ghế đây. Thấy xuống chả? Thấy xuống. Kiệt sức với những chấn thương, cùng đoạn đường về đích đầy khó nhọc, những cố gắng cuối cùng liệu có giúp họ hoàn thành nhiệm vụ của mình? Dạo mai để bị khi mà dậy gần đến đích thì không còn sức lực gì hết, chỉ là dùng những cái ý chí để mà mình có thể nâng được nước lên thôi. Cố gắng lên. Khi mà pha cà phê cho ban giám khảo thì lúc mà bưng cà phê ra thì cái tay rất là rung bần bật lên, nếu mà mình không giữ lại chắc có thể là cái ly nó văng xuống đất luôn. Chúc mừng thành công. Ba lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. 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 Ok. Không? Thực sự là khó khăn khi mà tôi phải vác theo một cái số lượng nước khá lớn, và cộng với cái chân thì nó cứ nhói lên theo từng bước đi. Đôi lúc có một cái ý tưởng nhỏ lóe ngang qua đầu hay là mình bỏ cuộc. Nhưng mà thực sự là bỏ cuộc giữa chừng thì nó không phải là cái tác phong của tôi thực sự bây giờ. Nên tôi đành phải cắn răng tiếp tục. Lên luôn. Tôi không cần biết là mình sẽ đi về sớm hoặc là đi về trễ, kết quả nó có ra sao, nhưng mà ít nhất tôi cũng phải hoàn thành được cái thử thách này. Xin mừng sự thành công của em. Lên. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tập này không thể ăn gì ngon hết. Có rất nhiều khoảnh khắc mà Tùng đến bây giờ Tùng cảm thấy là nó vui, và Tùng nghĩ là sẽ không có một lần nào đấy nữa mà mình sẽ gặp lại được những khoảnh khắc này nữa. 5, 6, 7, 8, 9. Một cái chặng đường rất là khó nhọc đối với mình khi mà một cái tay mình bị thương như thế.
giờ mình làm thẳng tay đến độ cái đầu của mình đi. Đúng rồi. Nha. Ok. Là lên anh cố gắng lên, lên đi. Cố gắng lên hết đi. Hả? Được chưa? Tiến được không? Không được rồi. Rồi thì anh lâu gắng đi, lâu gắng lên. Bây giờ nha, mình đi đến cái chỗ đoạn đường đất kia mình nghỉ. Xong bắt đầu là từ đấy mình đi vào. Ok. Lên đi. 1, 5, 6, 7, 8, ok. Mọi người lại chờ, khiến cho cái quá trình nó trì hoãn rất chi là lâu. Và trời về lúc ấy cũng tối mịt mù rồi, không thể nhìn rõ đường nữa. Mình cảm thấy nợ mọi người một phần nào đó. Mình thành công 10 phần thì mọi người chắc phải chiếm 7 phần, vì là không có ba người bạn đồng hành là Jay, anh Jay, anh Tùng và Phương thì chắc mình không hoàn thành cuộc thi này. Khi mà nhìn thấy hành động của mọi người như thế, mình muốn là một phần ở trong này. Lại đây massage cho. Gì đó không? Căng cơ đây. Được, anh đọc. Đợi tí. Những cái khoảnh khắc đấy rất là đẹp. Nó là một phần về tình anh em. Những cái tình cảm đó là những cái tình cảm đẹp nhất. Thực sự cảm thấy rất là vui mừng, thực sự là cảm thấy rất là cảm động. Lên ơi, em tiến không phải em lùi đâu. Lên ơi. Để xuống. Bây giờ mình đẩy dưới nước xuống trước. Và cà phê mình để chung trên bàn. Thật sự là sắp về đích, và khi đã về đây mình đến đích rồi, rất là vui. Bởi vì lúc đó thật sự là không phải là vì vị trí hoặc là nằm trong cuộc thi nữa, mà nó là vượt qua chính bản thân mình. Đó là khi mình mắc một sai lầm, mình sẵn sàng, mình quay lại, mình làm. Chết. Tình đoàn kết tạo nên sức mạnh. Các thí sinh của chúng ta đã cùng chia sẻ cho nhau những lúc khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua này. Cái cảm xúc chỉ đơn giản rằng là mình tìm được một cái gì đấy nó khác hoàn toàn với cái lúc đầu mình mới đến đây. Mình đã tìm được một cái gì đấy mà mình có thể gọi đó là cái tình thương và cái tình đồng cảm giữa bạn bè với nhau. Cố lên trên đây! Thôi, để chúng nhau. 1, 2, 3 chưa? 1, 2, 3. Kết quả ngày thi lần này sẽ là điểm tổng 2 vòng thi cộng lại, cùng sự thay đổi thứ hạng của Hữu Vi khi bị trừ 2 bậc. Và với tổng số điểm đạt được, Thành Nhân là thí sinh có vị trí thấp nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc Thành Nhân là thí sinh tiếp theo bị loại khỏi chương trình.